Thưa quý vị, hãng tin AFP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh đang thực hiện các cuộc tấn công lớn vào các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine trên mọi hướng. Điện Kremlin cho biết Nga hiện tại không tính đến việc huy động quân trong nước để tăng cường cho lực lượng Ukraine. Cùng lúc, Moscow tuyên bố đã phát động tấn công quy mô lớn trên các mặt trận ở Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga đã thực hiện các cuộc không kích có độ chính xác cao vào các vị trí của phía Ukraine quanh Sloviansk và Konstantinovka ở khu vực Donetsk. Được biết, 800 binh lính Ukraine và lính đánh thuê đã bị tiêu diệt trong vòng 24 giờ qua. Nga đã tấn công 12 sở chỉ huy quân sự của Ukraine, phá hủy nhiều khí tài. Cùng với đó, Điện Kremlin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục và sẽ không dừng cho đến khi đạt được các mục tiêu đã đặt ra từ đầu. Hàn Quốc mới đây đã lên tiếng cảnh báo việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ đưa Triều Tiên vào con đường tự hủy diệt. Động thái trên được nhận định là cứng rắn khác thường. Theo đó, Hàn Quốc cho biết việc Triều Tiên thông qua luật về sử dụng vũ khí hạt nhân vào tuần trước sẽ khiến nước này bị cô lập thêm. Đồng thời, động thái của Triều Tiên cũng sẽ khiến Hàn Quốc và Mỹ tăng cường các khả năng quốc phòng chung, tăng năng lực răn đe và phản ứng. Hàn Quốc sẽ tăng cường mạnh mẽ kế hoạch tấn công phủ đầu, phòng thủ tên lửa và chính sách đáp trả, đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp an ninh từ Mỹ, bao gồm cả các phương tiện hạt nhân. Thưa quý vị, linh cữu nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đã được đưa về điện Buckingham, nơi ở chính thức của hoàng gia Anh ở thủ đô London. Tại đây, hàng chục nghìn người đứng chờ dưới mưa để tiễn biệt bà lần cuối. Bất chấp cơn mưa nặng hạt, hàng nghìn người dân Anh vẫn đổ dồn xuống đường để theo dõi đoàn xe chở linh cữu nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tiến vào. Hàng nghìn người bên ngoài điện Buckingham hô to: "Chúa phù hộ nữ hoàng." Con trai của bà, vua Sác đệ tam và các thành viên khác của hoàng gia đã đợi sẵn bên trong. Thi hài của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ được đặt tại phòng cánh cung trong cung điện. Đây là một đặc ân, tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng của mình với nữ hoàng. Tôi đã đưa một trong những đứa con của mình đến đây để có thể nhìn thấy linh cữu của nữ hoàng. Đây là thời khắc lịch sử. Chúng tôi mang ơn nữ hoàng. Thật vinh dự khi có cơ hội chứng kiến hành trình cuối cùng của nữ hoàng. Lễ đưa tang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại London sẽ diễn ra từ hôm nay và kéo dài 4 ngày. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời hôm 8 tháng 9, hưởng thọ 96 tuổi, sau hơn 70 năm trị vì. Loạt sự kiện trong lễ quốc tang của nữ hoàng diễn ra trong 10 ngày sau khi bà qua đời, kết thúc bằng tang lễ tại tu viện Westminster ở London vào ngày 19 tháng 9. Thưa quý vị, bão Muifa, một trong những cơn bão mạnh nhất năm, chuẩn bị đổ bộ vào Thượng Hải, Trung Quốc từ tối nay ngày 14 tháng 9 đến sáng mai, kèm mưa to, gió mạnh và nước biển dâng. Dự báo bão Muifa sẽ đổ bộ vào đất liền với sức gió 128 km/h kèm theo những trận mưa xối xả khi nó quét qua các khu vực ven biển phía đông và phía nam, bao gồm cả trung tâm thương mại của Thượng Hải. Dự kiến sẽ có những con sóng cao tới 5 mét gần Thượng Hải, cảng biển container nhộn nhịp nhất Trung Quốc. Khoảng 13.000 người từ các hòn đảo và địa điểm du lịch nằm trong đường đi của cơn bão đã được sơ tán. Gần 7.400 tàu thương mại đã tìm nơi trú ẩn tại các cảng, trong khi các tàu chở khách ở các khu vực bị ảnh hưởng đã bị đình chỉ. Các nhà chức trách ở các thành phố Ninh Ba, Chu Sơn và Thái Châu yêu cầu đóng cửa các trường học. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lên thành màu cam, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, được mã hóa bằng màu sắc. Thưa quý vị, giá xăng giảm đã làm chậm lại tốc độ gia tăng lạm phát ở Mỹ trong 2 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, giá các mặt hàng khác lại tiếp tục tăng. Đây là bằng chứng cho thấy lạm phát vẫn là gánh nặng đối với người dân Mỹ. Theo dữ liệu công bố ngày 13 tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ tăng 8,3% so với một năm trước đây, mặc dù đã thấp hơn mức 8,5% trong tháng 7 và mức kỷ lục là 9,1% trong tháng 6. Tuy nhiên, nếu không tính giá thực phẩm và năng lượng, chỉ số tiêu dùng lõi đã tăng 0,6% từ tháng 7 tới tháng 8 và cao hơn 0,3% so với một tháng trước. Giá thuê nhà, chi phí cho các dịch vụ chăm sóc y tế và giá mua ô tô đều tăng trong tháng trước. Giá bơ và sô-cô-la đã tăng tới 8% trong thời gian qua và không có dấu hiệu giảm mà chỉ có tăng và tăng. Điều này đồng nghĩa với việc các sản phẩm của tôi cũng sẽ phải tăng giá theo. Tuy nhiên, tăng giá đồng nghĩa với việc sẽ mất đi một lượng khách hàng. Trong thông điệp cùng ngày, Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ phải mất một thời gian để có thể giảm lạm phát và đó là lý do tại sao đạo luật giảm lạm phát được thông qua nhằm giảm chi phí chăm sóc y tế, giá thuốc kê đơn và năng lượng. Kế hoạch kinh tế của tôi đang chứng minh rằng cùng với việc giảm giá cả, chính quyền Mỹ đang tạo ra nhiều việc làm và được trả lương tốt và đưa các hoạt động sản xuất trở lại Mỹ. Một số chuyên gia kinh tế dự báo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản trong cuộc họp chính sách tới vào ngày 20 và 21 tháng 9.
cơ quan này đã liên tiếp nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,75% trong 2 tháng qua lên biên độ 2,25% tới 2,5% và được dự báo có thể sẽ tiếp tục mở rộng biên độ này lên 4,5% từ nay cho tới đầu năm sau. Lạm phát ở Mỹ bắt đầu gia tăng từ năm ngoái khi nền kinh tế nước này dần phục hồi từ những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Giá cả các mặt hàng gia tăng vì một số yếu tố bao gồm nhu cầu tiêu dùng mạnh bởi lãi suất cơ bản thấp và các gói kích thích kinh tế của chính phủ, cũng như chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Giá thực phẩm và năng lượng cao hơn do cuộc khủng hoảng Ukraine cũng khiến lạm phát gia tăng toàn cầu. Thưa quý vị, hàng loạt chính phủ châu Âu đang tăng trợ cấp để bảo vệ các hộ gia đình khỏi khủng hoảng giá năng lượng do tác động từ cuộc chiến kinh tế với Nga. Tuy nhiên, biện pháp này lại được thực hiện trong bối cảnh chi phí đi vay tăng và nhà đầu tư đang bất an về tình trạng gia tăng nợ công ở nhiều quốc gia. Thêm vào đó, việc áp giá trần khí đốt và tăng trợ cấp có thể khiến nhiều người dân và doanh nghiệp châu Âu tiêu thụ nhiều hơn, làm trầm trọng thêm khủng hoảng. Đến nay, nhiều nền kinh tế Liên minh châu Âu EU đã công bố gói hỗ trợ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp với tổng trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Đức áp trần giá điện, giảm thuế giá trị gia tăng với khí đốt tự nhiên, Séc áp trần giá điện và khí đốt, Hy Lạp hỗ trợ tài chính cho người dân. Sau khi đảm bảo an ninh nguồn cung, chúng tôi sẽ tính đến vấn đề giá cả. Chúng tôi sẽ thiết kế lại thị trường điện với mục tiêu giảm giá điện cho người dân. Tại Anh, chính phủ của tân Thủ tướng Charles cũng đã ra tín hiệu sẽ sớm công bố mức trần giá năng lượng với gói hỗ trợ ước tính khoảng 115 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ sẽ ngay lập tức đưa ra một biện pháp đảm bảo giá năng lượng mới giúp giảm hóa đơn năng lượng. Nó sẽ kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng. Đảm bảo này bao gồm việc tạm ngừng áp dụng các khoản thu thuế xanh và từ ngày 1 tháng 10, một hộ gia đình điển hình sẽ trả không quá 2.500 bảng Anh mỗi năm trong 2 năm tới. Các biện pháp hỗ trợ có thể giúp hàng triệu người không bị rơi vào cảnh nghèo đói và hàng nghìn doanh nghiệp không bị phá sản khi hóa đơn năng lượng tăng cao, qua đó làm giảm tác động của cuộc khủng hoảng đối với nền kinh tế. Chính phủ nhiều nước châu Âu hy vọng chính sách này sẽ duy trì ủng hộ trong công chúng đối với nỗ lực viện trợ Ukraine đối đầu Nga. Một số biện pháp như áp giá trần giá điện và khí đốt tự nhiên còn có thể giúp các ngân hàng trung ương chống lại lạm phát. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, các biện pháp này cũng đi kèm những rủi ro nhất định. Tăng trợ cấp bằng tiền mặt hoặc áp giá trần năng lượng dễ khiến người dân châu Âu trở nên không mặn mà với việc tiết kiệm, có khả năng dẫn tới tình trạng thiếu khí đốt trầm trọng hơn vào cuối mùa đông sắp tới. Điều này có thể sẽ buộc các chính phủ phải tính đến phương án cắt điện luân phiên hay phân bổ khí đốt theo định mức, hoặc tồi tệ hơn là mất điện cục bộ. Ngoài ra, các gói hỗ trợ có thể làm tăng thêm nợ công ở vào thời điểm mà các nhà đầu tư đang đòi hỏi chính phủ phải bù đắp cho thâm hụt ngân sách vốn đã phình ra do chi tiêu trong thời đại dịch. Các nhà kinh tế tại ngân hàng đầu tư UBS ước tính tổng giá trị các gói hỗ trợ của Đức chiếm khoảng 2,7 sản lượng kinh tế hàng năm. Biện pháp áp giá trần năng lượng và trợ cấp cho các hộ gia đình dễ tổn thương của Pháp lên tới khoảng 1,8% GDP. Tại Italia, chi phí của các biện pháp tương tự ước tính chiếm khoảng 2,4% GDP, trong khi ở Tây Ban Nha là 1,25%. Theo giới chuyên gia, những gói hỗ trợ ngăn khủng hoảng năng lượng mới khó ảnh hưởng tới tính bền vững cốt lõi của các quốc gia châu Âu sau thời gian dài họ đã có thặng dư tài chính. Tuy nhiên, nếu chi phí đi vay quá lớn, vẫn có thể sẽ tác động không nhỏ đến nền tài chính quốc gia. Thưa quý vị, châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngành nông nghiệp cũng đang cảm nhận rõ tác động của cuộc khủng hoảng này trong bối cảnh các trang trại nhà kính vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng giá rẻ. Peter Winen, chủ một nhà kính rộng 32 hectare, sản xuất khoảng hơn 10 triệu tấn ớt chuông mỗi năm, vốn chỉ muốn tập trung vào trồng rau. Thế nhưng kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra từ tháng 2, cuộc sống của ông chỉ xoay quanh giá khí đốt và điện hơn là ớt chuông hay dưa chuột mini. Trong một nhà kính như thế này vào mùa đông, bạn cần phải sưởi ấm. Khi giá năng lượng tăng quá cao như hiện nay, chúng tôi buộc phải thay đổi kế hoạch kinh doanh của mình. Chúng tôi bắt buộc phải giảm sản lượng cây trồng trong mùa đông năm nay. Kế hoạch của tôi hiện tại là 50% số cây trồng sẽ được trồng trong vườn, 50% còn lại sẽ được trồng trong nhà kính. Mô hình nông nghiệp nhà kính đã giúp Hà Lan trở thành nước xuất khẩu nông sản lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Nhờ khí đốt giá rẻ, ngành công nghiệp trị giá 8 tỷ euro này có thể phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay.
Tuy nhiên, tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu đã đẩy giá khí đốt tăng lên 20 lần so với mức trước đây. Tập đoàn công nghiệp Glastubo Netherlands, tập đoàn hàng đầu Hà Lan trong lĩnh vực nông nghiệp nhà kính cho biết có tới 40% trong số 3.000 thành viên của họ đang gặp khó khăn về tài chính do khủng hoảng năng lượng. Điều này đồng nghĩa với việc trái cây, rau và hoa trái mùa trong các siêu thị ở châu Âu sẽ ít hơn và sản xuất sẽ được chuyển sang các nước ấm hơn như Tây Ban Nha, Maroc và Kenya. Thưa quý vị, hàng nghìn người dân đã đến nhà thờ Saint-Gilles để viếng nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, dù có thể phải xếp hàng nhiều giờ, thậm chí là xuyên đêm. Linh cứu nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị ngày 11 tháng 9 được chuyển từ lâu đài Balmoral tới cung điện Holyrood House ở Edinburgh, thủ phủ của Scotland, sau đó được quàn tại nhà thờ Saint-Gilles ngày 12 tháng 9. Người dân có thể đến viếng và bày tỏ lòng thương tiếc với nữ hoàng từ khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày. Hàng nghìn người đã xếp hàng dài đến công viên Meadows cách nhà thờ Saint-Gilles hơn 1 km về phía nam để chờ vào viếng. Nhiều người thậm chí phải chờ xuyên đêm. Linh cữu nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị sẽ rời nhà thờ Saint-Gilles vào 15 giờ hôm sau, sau đó được đưa lên máy bay tại sân bay Edinburgh về London. Tại đây, linh cữu nữ hoàng được đưa đến đại sảnh Westminster để quàn trong 4 ngày cho đến ngày diễn ra tang lễ ngày 19 tháng 9. Thưa quý vị, lo sợ trễ giờ phẫu thuật vì tắc đường, một bác sĩ tại Bengaluru, Ấn Độ đã quyết định chạy bộ 3 km để kịp thời cứu sống bệnh nhân. Clip do chính bác sĩ đăng tải đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội Ấn Độ. Bác sĩ Govai Dandakumar bị kẹt xe khi đang trên đường đến bệnh viện Medipal vào sáng ngày 30 tháng 8 để thực hiện ca phẫu thuật cắt túi mật nội soi khẩn cấp. Nhận thấy sự chậm trễ có thể gây hại cho nữ bệnh nhân, bác sĩ đã rời xe và chạy bộ 3 km để kịp đến thực hiện ca phẫu thuật quan trọng. Được biết, thành phố Bengaluru nổi tiếng về kẹt xe, bệnh nhân của ông hôm đó cần phẫu thuật gấp do có vấn đề về túi mật trong một thời gian dài. Ekip phẫu thuật đã gây mê cho bệnh nhân và sẵn sàng tiến hành ngay khi bác sĩ Dandakumar đến bệnh viện. Không hề chậm trễ, bác sĩ đã thay trang phục phẫu thuật để tiến hành bắt tay vào thực hiện ca mổ. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, bệnh nhân được xuất viện đúng hẹn. Mưa lớn trong vài tuần qua đã gây ngập úng và tắc đường tại thành phố Bengaluru